Chúng ta tiếp tục cái phần đạo hàm của hàm một biến số. Và trong cái phần 5 này thì chúng ta đi ta áp dụng cái công thức đạo hàm của hàm lũy thừa. Một hàm lũy thừa thì nó có dạng đấy là y bằng ux và tất cả mũ vx. Thì ở đây chúng ta có hai cách đạo hàm, và hai cách này thì về bản chất nó cũng tương tự nhau. Cách thứ nhất đấy là chúng ta sẽ đưa cái hàm số nó về dạng lũy thừa cơ số E, cơ số tự nhiên. Thì trong trường này thì E mũ len của UX thì theo công thức len là logic cơ số tự nhiên, cho nên là E mũ len của UX nó chính bằng UX. Khi đó thì chúng ta đưa cái dạng hàm UX tất cả mũ VX nó về cái dạng là E mũ VX rồi nhân cả len UX. Và khi đó chúng ta đạo hàm như bình thường đối với hàm có dạng là emu. Đối với emu thì ghi đạo hàm nó sẽ bằng u phẩy và nhân với cả emu. Sau đó thì ta đạo hàm tiếp cái này và đạo hàm tiếp này theo hàm hàm tích. Thì chúng ta thu được cái biểu thức đạo hàm y phẩy như ở đây. Thế còn tiếp tục chúng ta đi đến với cái quy tắc logic hóa. Thì đối với một cái hàm khá cồng kềnh thì anh nghĩ là cái việc đưa về quy tắc logic hóa thì chúng ta thấy là có thể nó thuận tiện hơn. Thì trong quy tắc logic hóa thì chúng ta sẽ đi lấy logic hóa hai vế của cái hàm số, và trong trường này chúng ta hàm số len ta lấy len y thì lúc này nó bằng len của ux tất cả mũ vx, và một số mũ thì chúng ta sẽ đưa xuống phía bên dưới này theo đúng công thức logic thì chúng ta có được lúc này nó bằng vx mà nhân với cả len của UX. Và khi đó thì chúng ta sẽ đạo hàm hai vế của biểu thức này theo biến x. Khi đạo hàm theo biến x thì chúng ta thấy là len của y thì nó chính là đạo hàm của hàm hợp. Tức là ở đây ta coi y là một hàm hợp theo biến x. Thì đối với cái quy tắc đạo hàm hàm len u thì chúng ta biết rồi, nó bằng u phẩy trên u. Thì tương tự nếu mà hàm hợp là y thì nó bằng y phẩy trên y. Và chúng ta đi đạo hàm cái phía vế phải của cái biểu thức này thì chúng ta thấy là chúng ta đạo hàm như trên này thôi, và cụ thể kết quả chúng ta thu được đấy là y phẩy trên y nó bằng v phẩy theo biến x mà nhân với len ux cộng với vx rồi nhân với cả u phẩy theo biến x và chia cho ux, vì chỗ này nó là đạo hàm của hàm hợp ux. Và từ đây thì chúng ta rút ra được cái giá trị y phẩy, giá trị đạo hàm của hàm số, và lúc này nó chính bằng v phẩy theo biến x nhân với len ux rồi cộng với cả vx mà nhân cả u phẩy theo biến x rồi chia ux. Sau đó thì chúng ta tất cả chúng ta nhân với y, nhưng y đây thì chúng ta có thể thay cái hàm số này vào cái biểu thức ở dưới này, tức là nhân y và y lúc này nó bằng ux tất cả mũ vx. Và chúng ta đi xem xét đến các ví dụ của phần đạo hàm của một cái hàm lũy thừa như này. Thì trong trường này chúng ta có cái ví dụ nhất đấy là ta đã đi đạo hàm của hàm y bằng x mũ x. Thì đối với một cái hàm số mà biến số xuất hiện ở cả tử à, cả số mũ và cơ số thì chúng ta bắt buộc phải đạo hàm theo quy tắc đạo hàm của hàm lũy thừa. Đối với cách 1 thì chúng ta sẽ phân tích cái hàm y bằng x mũ x và lúc này nó bằng e mũ x len x. Và từ đây chúng ta có được y phẩy nó sẽ bằng là x len x đạo hàm xong nhân cả e mũ x len x. Và cụ thể thì chúng ta thu được đấy là len x mà cộng với 1 rồi chúng ta nhân với cả e mũ x len x. Còn đối với cách 2 thì chúng ta sử dụng đến quy tắc logic hóa thì chúng ta thu được đấy là len y nó bằng len của x mũ x, và x nó nằm ở trên số mũ này chúng ta đưa nó ra ngoài dấu len thì chúng ta thu được đấy là nó bằng x len x. Chúng ta đi đạo hàm hai vế của cái sao này đi theo biến x thì chúng ta thu được y phẩy trên y, thì lúc này nó chính bằng là len của x, x phẩy bằng 1, vậy là nhân với cả len x chúng ta thu được như này. Thế còn có x nhân với cả len x phẩy, len x đạo hàm thì lúc này nó chính bằng 1 trên x, x nhân 1 trên x thì sẽ bằng 1. Vậy từ đây chúng ta cũng có được công thức đấy là len x cộng 1 rồi tất cả nhân với cả e mũ x len x.
Và chúng ta đi đến một cái ví dụ 2. Ở ví dụ 2 thì chúng ta sử dụng ngay đến quy tắc logic hóa để chúng ta làm. Trong trường này len của y lúc này nó chính là bằng len của 1 cộng với cái x bình mũ sin x. Và viết lại chúng ta thu được lên nó chính bằng sin x nhân với cả len của 1 cộng x bình. Và từ đây chúng ta đi đạo hàm hai vế. Thì đạo hàm hai vế của biểu thức này chúng ta thu được y phẩy trên y lúc này nó chính bằng là đạo hàm của này. Nó sẽ bằng cos x mà nhân với cả len của 1 cộng x bình rồi cộng với cả sin x mà nhân với cả len đạo hàm thì nó bằng là u phẩy len u phẩy trên u với u chính bằng 1 cộng x bình, u phẩy nó chính mà bằng 2x mà chia cho 1 cộng x bình. Và từ đây chúng ta thể suy ra được là cái công thức đạo hàm của hàm số này nó chính là bằng cos x nhân với cả len của 1 cộng x bình cộng với cả 2x mà chia cho 1 cộng x bình nhân với cả sin x rồi tất cả nhân với cả y. Và trong trường này y nó chính là 1 cộng x bình nhân với cả mũ sin x. Nếu mà đề bài bài toán yêu cầu nâng cao hơn một chút đấy là chúng ta đi đến một cái ví dụ 3. Nên là chúng ta đạo hàm của hàm số y bằng x mũ x và tất cả mũ x. Nếu mà trong trường này thì chúng ta phân tích một chút đấy là số mũ của cái x này nó chính là x mũ x. Chú ý đấy. X mũ x chính là số mũ của x ở dưới cùng này. Và khi đó thì chúng ta đi chúng ta sẽ đi áp dụng cái quy tắc logic hóa để chúng ta làm giải quyết cái bài toán này. Từ đây chúng ta có được suy ra được là len của y lúc này nó chính là bằng len của x nhân x mũ x. Thì trong trường này thì lúc này nó chính mà bằng x mũ x rồi nhân với cả len của x. Chúng ta đạo hàm hai vế của đẳng thức sao theo biến x thì ta sẽ được, thì lúc ấy đạo hàm len y thì chúng ta biết rồi nó bằng y phẩy trên y và đạo hàm vế phải của nó thì chúng ta thấy là x mũ x lại xuất hiện một cái hàm lũy thừa nữa. Thì trong trường này chúng ta xử lý chúng ta đã xử lý ở trên rồi. Và đấy là cái đạo hàm của này nó sẽ có dạng đấy là nó sẽ bằng len x cộng 1 nhân với cả e mũ x len x. Chúng ta thể áp dụng ngay công thức này. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta phải có một cái công thức đạo hàm ở trên rồi thì chúng ta mới được áp dụng. Thế còn nếu mà trong bài này thì chúng ta có thể sử dụng đến công thức đó thì chúng ta làm thì chúng ta biến đổi đi một chút. Thì lúc này nó chính là bằng e mũ x len x, sau đó chúng ta nhân cả len x rồi chúng ta đạo hàm và lúc này nó chính là bằng đạo hàm của này nó chính là bằng x nhân len x và đạo hàm sau đó nhân với cả e mũ x len x, sau đó thì nhân thêm với cả len x, sau đó chúng ta cộng cả e mũ x len x và nhân với cả len x đạo hàm lúc này bằng 1 trên x. Và từ đó chúng ta có được lúc này x nhân len x đạo hàm thì nó bằng len x cộng 1 nhân với cả e mũ x len x nhân với cả len x, sau đó thì cộng với cả e mũ x len x mà tất cả chia cho x. Thì từ đây chúng ta có suy được cái công thức tính y phẩy của nó trong trường này đấy là bằng len x cộng 1. Và chúng ta có thể trả lại cái e mũ x len x về cái dạng hàm ban đầu chính là x mũ x. Sau đó nhân với cả len x. Xong cộng với cả x mũ x thì có thể chia cho x được. Nhưng mà ta thể giữ nguyên thì x mũ x mà chia cho x này. Sau đó cuối cùng ta nhân với cả y. Và y